Vâng, hello xin tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thế Giới Đồ Gỗ. Và trong ngày hôm nay thì em về Dì Lạc sẽ giới thiệu cho tất cả các bác mà đang thích về những cái lối đường đục tỉa theo lối tinh hoa chạm khắc tinh tế các bác nhá. Với những cái dòng như này thì anh chị mình cực kỳ là được lựa chọn về những dòng đục tỉa chạm khắc cực kỳ là phê luôn. Bởi vì là những cái dòng như này thì toàn bộ đã được chạm khắc thủ công bằng tay người thợ đã có thâm niên trong nghề từ 15 đến 15 năm rồi các bác nhá. Với những dòng như này thì đầu tiên em muốn giới thiệu với tất cả các bác là một bộ sản phẩm nghề bảo đỉnh hàng nghề phượng, hàng cột 14 chân 14 gỗ hương đá. Với những dòng như sản phẩm như thế này thì toàn bộ bên cơ sở đã được đục tỉa và chạm khắc đẹp. Và những dòng sản phẩm như này các bác nhá. Đầu tiên là hai chiếc ghế đơn này thì bên cơ sở đã được làm với thông số kích thước là chiều cao của nó lên đến là 1m55 phân, chiều ngang là 1m17 và sâu phủ bì là 77 phân. Toàn bộ là những dòng sản phẩm nghề này đã được chạm khắc đục tỉa cực kỳ tinh tế, cùng những đục là theo những cái lối họa tiết là đỉnh nghê. Nghê đứng trên đỉnh thì sẽ mang lại cho gia chủ những cái công danh sự nghiệp luôn luôn là phát triển, luôn luôn là đi lên các bác nhá. Với những dòng sản phẩm như này thì ở trên đỉnh là một chú nghê đang cưỡi một quả cầu, và kèm với đó ở chính giữa thì sẽ là những chú hổ phù chiêu tài hút lộc các bác nhá. Với những dòng sản phẩm như này thì anh chị em mình có thấy là vách đang được đục là tam sư vần cầu, cầu gì được lấy các bác nhá, cầu gì được lấy. Với những dòng sản phẩm này, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu gì được đó các bác ạ, cực kỳ tuyệt vời. Và những dòng sản phẩm này xung quanh em đã được làm là những chữ triện chạy xung quanh cực kỳ tuyệt vời. Và cột thì bên cơ sở em đang được làm là cột 14, cột không tâm và vân veo này. Các bác có thấy từng những cái đường vân của những chiếc cột cực kỳ đẹp luôn. Với những cái cột này thì để lựa chọn được một đường vân đẹp, được một đường vân VIP thì cực kỳ khó khăn luôn các bác ạ. Toàn bộ những dòng chương này thì em đang đục là chương đục hai mặt, mặt trước và mặt sau này các bác ạ, mặt trước và mặt sau như một. Đấy, mặt trước và mặt sau như một, như các bác có thể thấy này, đục mặt trước mặt sau cực kỳ đẹp luôn. Và tiếp theo đó là một chiếc mặt bàn. Mặt bàn em đang được đục là tứ linh long ly quy phụng, bốn con vật linh thiêng nhất của trời đất, cũng như là bốn con vật tứ trụ của triều đình. Và bốn con linh vật này thì sẽ mang lại cho gia chủ những công danh sự nghiệp luôn luôn là phát triển và luôn đi lên, và kèm theo đó là tăng vượng khí, tăng sự thăng tiến cho gia chủ các bác nhá. Với chú long ẩn mình trong mây thể hiện sự quyền uy, sức mạnh đẳng cấp cho gia chủ. Với chú nghê với cái dáng ếch mặt cành thiên thể hiện sự thăng tiến các bác ạ. Chú phụng thì sẽ tung cánh đón tài lộc. Và một chú linh vật hiền nhất trong tứ đại hộ pháp là tứ linh thì là một chú quy. Chú quy thì sẽ mang lại cho con em chúng ta những con đường học tập luôn luôn phát triển, luôn luôn đi lên các bác nhá. Và toàn bộ xung quanh thì em đang được làm là đục gấm chữ vạn chạy xung quanh cực kỳ đẹp, bo viền uốn dẻo các bác ạ. Và hai bên thì sẽ là hai bên ngăn kéo để kéo ra kéo vào. Và tiếp theo đó thì sẽ là một chiếc đoạn dài. Đoạn thì hiện tại em đang được làm là đoạn dài lên đến là đang được làm lên đến là 2m57 phân, chiều cao là 1m57 và sâu phủ bì của nó lên đến là 77 phân. Và toàn bộ này, vách các bác có thể thấy vách toàn bộ em đang được đục là tam sư vần cầu, cầu gì được lấy các bác nhá. Đấy, cũng là tam sư vần cầu, và hai bên là hai chú long. Đấy, hai chú song long song nghê đấy các bạn. Ở bên chương đoạn này thì chương em đang được làm là liền nguyên một khối, và hai bên của chú nghê là sẽ là nhị long. Đấy, nhị long, hai chú long này. Đấy, với cái dáng này cực kỳ đẹp luôn. Thường thường thì sẽ gọi là nhị long cuốn cột các bác ạ. Đấy, và tay, bản tay thì em đã được làm là bản tay liền nguyên một khối, tay là tay nghê này. Đấy, tay là tay tỳ hưu. Tỳ hưu khi sinh ra đã không có lỗ môn, Lên Ngọc Hoàng đã phong cho chức là trông giữ của cải cho gia chủ, và ăn vào già không bao giờ nhả ra các bác nhá. Bộ này thì đang được làm là khuôn tranh 5 ván 2,5 phân, khuôn tranh 5 ván 2,5 phân, khuôn tranh 5 ván 2,5 phân, cổ chỉ là cổ chỉ 3 tầng, 2 tầng cổ chỉ bo viền uốn dẻo, 1 tầng cổ chỉ đục sen dẹo. Và yếm này, yếm bên cơ sở em làm cực kỳ dày luôn, yếm dày 5 phân. Và toàn bộ những dòng sản phẩm này thì không phải thiếu 2 chiếc đôn được rồi. 2 chiếc đôn, 1 chiếc đôn cao thì đang được làm với tác dụng kích thước là chiều ngang là 40, chiều dài của là 55. Và đôn đang được đục là chú phụ, chú phụ tung cánh đón tài lộc. Và một chiếc đôn nữa là 40-40. Và bộ sản phẩm này không phải thiếu là một bộ sập thờ tứ linh dát vàng chân 20 và là bằng chất liệu gỗ hương đá. Với những dòng sản phẩm này thì các bác có thể thấy những bộ này thì em đang được dát vàng theo yêu cầu
tại sao mà nó yêu cầu, nó khác nhau điểm như thế nào. Là đây, toàn bộ những cái phần cổ chỉ này thì các bác phải thấy này, toàn bộ những phần khuôn này dát vàng lên nó cực kỳ nổi bật, cực kỳ đẹp các bác nhé. Với những công đoạn và những cái dát vàng thì anh em có thể vào trong cái phần short của kênh Thế Giới Đồ Gỗ, cái kênh Thắng Tài Lộc, Đồ Gỗ Thắng Tài Lộc các bác nhé, thì sẽ thấy những công đoạn dát vàng nó như thế nào. Bộ này cực kỳ đẹp luôn, chân 20 gỗ ương đá, và dạo tiền em đang đục là tứ linh rồi, và chân thì em đang đục là đầu lân và chân móng, đầu và đầu ký lân và chân là chân đại bàng, và toàn bộ đang có một chú nghe neo cột thể hiện sự quyền uy, sức mạnh thăng tiến như là chủ. Và sập thờ này đang có kích thước là 2m17, chiều cao của nó là 1m27 và sâu phủ bì là 1m07. Tổng quan bộ sản phẩm với cái lối thiết kế đục tỉa chạm khắc tinh tế thì các bác nào đang quan tâm liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để phía dưới các màn hình rồi. Có địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Aza, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội. Cơ sở thì rộng đến 10.000 m2 từ khâu dẫn đến công trình bề hàng. Và bên cơ sở em có hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Hỗ trợ trả góp là 0% và hỗ trợ tư vấn tại nhà các bác nhá. Video này của em nếu mà hay thì các bác dành tặng cho em một like và một lượt đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.